Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Dạ, mẹ hôm nay đi thì có mẹ với chị. À, dạ cô thấy sao, hai đứa được không cô, hợp không cô? Cô thấy được á, hợp á. Dạ. Không, nếu mà nói theo như mà sống mà biết hiểu nhau vậy là tốt. Hồi nãy giờ nghe cháu nói là tôi thấy được á. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với cậu mợ, với chị, với anh rể. Kính chào Quyền Linh và dạ. Nam Thư. Tôi là Minh Nguyệt, mẹ của Minh Hà. Thì thấy thì được, dễ thương. Nhưng mà ăn thua hai đứa, chứ còn tôi thì sao cũng được. Miễn là cô con dâu là hiểu chuyện, ở nhà cũng đẹp, ra đường cũng đẹp. Bây giờ là sẵn này có đàn trai nói vài lời với đàn gái đi. Coi nếu được cho tụi nó quen nhau, tìm hiểu nhau đi, đàn trai mở lời đi. Dạ, xin chào chị ạ. Rồi đàn trai ngỏ lời trước đi. Tôi cũng đồng ý kiến với chị. Tôi cũng mong sao cho giữa tôi và chị cũng trở thành một gia đình. Dạ, được. Tôi cũng mong như chị vậy đó. Thì chị em mình cũng có một lời giống nhau. Dạ. Hai bà xui tương lai ôm nhau một cái đi. Ôm ôm chứ sợ gì. Trời đẹp quá. Dễ thương. Dạ. Mình già rồi. Giờ mình cũng mong cho tụi nó có đôi có bạn hạnh phúc như mình vậy đó. Rồi chính xác. Ừ. Theo. Tôi cũng vậy á, tôi cũng muốn như vậy đó. Bà không biết rồi, hai đứa nhỏ rồi. Thôi ráng đi hai con ơi. Ừ, thôi kệ nó đi. Tụi ráng tìm hiểu. Rồi, cố lên cái đi. Này mà đám cưới là vui lắm nha anh Linh nha. Ừ, cái hai bà xui Linh hát là vui lắm. Uống rượu mừng rồi, cái uống rượu mừng cái tới đó tôi với chị hát bà cha cha. Thấy không? Giờ hát luôn đi, giờ hát luôn đi. Bây giờ không đi hát. Vậy hai đứa thuận lại rồi ha. Bây giờ mở rào. Có hoa tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mặt. Dạ, em cảm ơn ạ. Lần đầu tiên gặp mặt á, trao đổi đi, cảm nhận về nhau thế nào? Giống trong mơ không vậy hà? Thì lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh sao? Dạ, cũng được ạ. Nhìn cũng nói chung là thấy cũng sao nhỉ? Dễ thương đi. Dễ thương hả? Dạ. Vậy ví dụ như 21 hai anh em mình quen nhau á, rồi tiến tới hôn nhân thì em có chịu làm dâu ở miền Tây không? Tại em cũng thích người miền Tây. Dạ hả? Thí dụ như anh, nhà gia thế của anh á, nó không có được khá giả lắm, thì em có cảm thấy hơi bị hụt hẫng không? Người đàn ông mà biết chăm lo cho gia đình, chăm lo cho vợ con thì, và không có, nói chung là không có để vợ con mình phải cực khổ, phải chịu đói chịu khát thì khi đó là ok. Tại vì anh thì thấy anh thì ở quê, còn em thì ở trên Sài Gòn này, thì quen với cái công việc trên đây thì cũng không biết, là anh cũng hơi lo về cái chuyện mà công việc của em á. Ví dụ em có thể chuyển công việc về dưới được không, dưới quê của anh được không? Bạn bà sắp xếp thôi. À, còn về cái tuổi tác em có ngại không? Không, không, không ngại đâu. Bây giờ anh cũng không có biết nói gì, thôi anh hát tặng em bài ha. Hay quá ha. Thì anh ha sẽ hát bài Hồng Kông 1 nha. Ha, đứng lên hát rồi, đứng lên hát cho xôm nè. Lại gần nữa cô đó. Bắt đầu rồi. Nhìn cổ hát nha. Ừ. Đứng ngay đây nè, nắm tay người ta hát cho tình cảm. Nắm tay vô, nắm tay vô. Bắt đầu hát lại. Nắm tay chứ không phải bắt tay với đồng chí. Rồi nhìn vô, bắt đầu. Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời, gió âm thầm lướt qua muôn đời. Vì ai, vì ai. Yo. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì, khi nắng xuân sáng lời mật ngọt còn thầm thì. Như lúc ban đầu, nước mắt em rơi dòng lệ trang đầy cầu kỳ. Vì ai, vì ai. Hay quá. Hay quá. Em thấy anh rung hơn đó anh. Thôi rồi. Giống không, giống không, giống trong mơ không hả? Dạ, giống không? Giống mái tóc anh. Dạ. Em hát tặng anh một khúc của bài Hai Trái Tim Xa Lạ. Tình đời anh như gió đông, mang lạnh cấm xóa đi tình nồng.
Cho dù ai luôn chờ ngóng, mặc người ngày tháng thiết tha đời mong, tình đây em bao sắc xuân, đêm từng tia nắng bên nụ hồng soi mình trong sương ban sớm, tâm hỏi lòng vắng anh có buồn không. Em tặng anh thêm một chút xíu nữa nha. Cái bài này là bài là khoảng cách tình yêu, em hát cái giọng khác đi. Giờ là Khanh hát Hà Minh Họa nha. Hà múa đi hả? Ừ. Nó múa đẹp lắm á. Hay là anh cứ bước đi em ở lại, biết rằng hai trái tim ta sẽ vỡ tan. Dù cho em có khóc hay anh có đơn đâu, thì ngày mai nắng lên ta sẽ qua thôi mà. Em chỉ cần nhìn người bình yên nơi chốn này. Hà ông đứng như gà rùi vậy đó. Kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không nha. Nhắm mắt lại kiểm tra con tim của mình. Chưa mà chưa có hiệu lệnh mà. Chưa mà. Kệ ai nói gì nói, tôi bấm trước được rồi sao? Vậy thì phần còn lại là bên đàn trai tôi bấm đó. Bạn gái có bấm hay không là tùy. Vậy thôi để em đếm với đàn đếm gái đi. Tôi bấm rồi đó. 3 2 1. Bấm luôn rồi. Chúc mừng nha. Đó. Bây giờ xin phép với lại bác. Xin phép bác cho con mặn em. Kẹo hôn em cái. Trời đất ơi. Mần vô má cái đi cưng. Hôn em cái nha. Mần gì đâu, không có hơi hám gì. Mần lợ bắt đầu. Lợ luôn ha. Lợ mần lâu lâu chút. Từ từ, để mần luôn, để mần đó. Để nguyên hít vô. Hít 1, 2, 3, 4, hít 5, vô. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ồ, 15 giây. Được không Hà? Cảm giác sao? Dạ, giống như lúc mình hung á. À, nó mần nó giống như hung vậy đó hả? Đây, hai đứa gì vui rồi ha. Cả nhà hôm nay ai cũng vui hết. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, Huy xin gửi tặng.